chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn làm chiếc quạt trang trí chú chuồn chuồn của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt đầu làm cùng mình nhé. Để làm chiếc quạt gắn hình chú chuồn chuồn độc đáo như của mình thì các bạn cần chuẩn bị giấy thủ công màu tím, giấy thủ công màu cam, màu xanh nước biển, xanh lá cây và giấy thủ công màu vàng, bút chì, compa, bút mực, kéo và một chiếc súng bắn keo nến như thế này. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ trên thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo hình cái phần nan của chiếc quạt. Ở đây thì mình sẽ dùng cái giấy thủ công màu cam để làm phần nan quạt. Mình dùng compa vẽ một hình tròn trên cái mảnh giấy màu cam này. Sau khi vẽ được cái hình tròn như của mình thì các bạn dùng kéo để cắt ra nhé. Mình sẽ cắt theo cái nét bút chì của compa đã vẽ. Sau khi cắt xong cái hình tròn màu cam thì chúng ta sẽ có cái hình nan quạt như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo hình một cái chú chuồn chuồn để trang trí bên trên cái nan quạt này nhé. Các bạn dùng giấy thủ công màu vàng, mình gập một cái cánh của mảnh giấy lại. Tiếp theo, mình dùng bút chì. Mình vẽ một nửa phía bên phải của cái hình chú chuồn chuồn trên cái mảnh giấy này. Ở bên thân của chú chuồn chuồn thì mình sẽ vẽ cái đôi cánh nhé. Mình đã vẽ xong một nửa cái hình chú chuồn chuồn như thế này. Bây giờ thì các bạn dùng kéo để cắt cái hình này ra nha. Mình sẽ cắt theo cái nét vẽ của mình.
Sau khi cắt xong thì các bạn mở cái hình của mình ra. Mình có một cái hình chiếu tròn tròn màu vàng như thế này. Nhưng mà cái hình chiếu tròn tròn của mình bây giờ vẫn còn rất là đơn điệu với một cái